sketch đó. Rồi thì cái phần chung này, mục đích phân tích phim là gì, vẽ phim thế nào, hoặc là phân tích sketch, thì mình sẽ chỉ nói một số điểm. Thứ nhất là một số điểm và mặt phẳng mà người ta hay dùng. Cái thứ hai nữa là một số cái thông số mà mình hay dùng nhá. Cái này phân tích này có rất là nhiều thông số, nhưng mình có nói rồi thì mình chỉ lựa chọn một số thông số mình hay dùng thôi. Cho tự nhiên các bác đi thấy là sao em thấy ông này cái thông số này là thông số gì. Thực ra là nó có rất nhiều thông số nhá, nhưng mình chỉ dùng một vài cái mà mình thấy là nó quan trọng thôi. Đó. À, đánh giá được từng quạt xương, răng, mô mềm, đúng không? Thì đây là cái mô hình tăng trưởng này. Tức là khi mà người ta phân tích tăng trưởng ấy, thì người ta là nhận thấy là cái cơ thể của mình ấy, thì cái vùng sọ mặt của mình nó có một tâm của cái tăng trưởng, đó là cái vùng lỗ tròn này. Lỗ tròn này. Đấy, thì từ cái vùng này để các cái cấu trúc xương của mình, xương trên xương dưới nó di chuyển tịnh tiến hoặc di chuyển theo những cái hướng cố định, giống như là cái trục tọa độ ấy, cái tâm của trục tọa độ ấy. Thì đây ví dụ như là cái nền sọ của trong này người ta dùng này là một cái mặt phẳng hơi khác, tức là mặt phẳng nối từ cái điểm mà điểm được khớp cắn mũi của mình này đến điểm sau của chậm này đấy sọ, cái mặt phẳng nói khác. Và người ta thấy là hàng năm thì cái điểm NA của mình này tịnh tiến ra trước theo cái đường này, và điểm BA của mình đi tịnh tiến ra sau theo cái đường này luôn, nó không thay đổi, gần như không đổi. Hoặc là xương hàm trên này di chuyển tịnh tiến này ra trước và xuống dưới này, xương hàm dưới thì vừa xoay này, xoay một chút xíu. Đấy là quan trọng của mình là chủ yếu tập trung vào cái xương hàm dưới, như mình có nói rồi ấy. Cái xương hàm trên thì mình chủ yếu là biết thôi, cái còn can thiệp vào rất là khó nhé. Đó, đây là cái thứ nhất là với cái mặt phẳng hàm dưới này, thì người ta nhận thấy này, cái điểm nhìn thấy cái chỗ số 1 đấy, cái điểm chỗ số 1 này là điểm của khe chân bướm hàm nhé, giao của khe chân bướm hàm và lỗ tròn này. Đó, thì người ta lại thấy này, hàng năm thì cái xương hàm dưới của mình xuống dưới một chút và nó ra trước một chút xíu. Tức là mỗi năm nó xuống dưới này, chỉ phát triển ấy, nó tăng ra khoảng tầm 2,5 mm, và mỗi năm nó tăng khoảng 0,2 độ. Tức là 10 năm nó tiến ra trước được 2 độ, nó xoay được 2 độ. Đấy, nó chỉ một ít thôi, nó không được nhiều. Thứ hai là ví dụ như đây chẳng hạn. Với cái răng hàm trên này, người ta chú ý răng hàm lớn hàm trên này. Thì thông thường là cái răng hàm lớn hàm trên của mình nó mọc trồi dần, mỗi năm thường nó trồi khoảng tầm 0,1 mm theo chiều đứng này. Và thứ hai nó di chuyển ở trước khoảng tầm 1 mm, tổng di chuyển khoảng 1 mm, là do cái xương hàm ấy nó đi 0,7 và nó di chuyển trong cái xương của mình khoảng 0,3 mm, nó sự di chuyển của cái răng. Thứ hai với những điểm NA của mình này, điểm nasal này, điểm trước nhất được khớp cắn mũi này, nó theo cái đường này tiến theo đường này thì mỗi năm nó ra trước khoảng 0,7 mm, 0,8 mm. Còn cái điểm BA của mình mỗi năm đi ra sau khoảng 0,5 mm. Tuy nhiên mình biết như vậy thôi, chứ còn trong cái khi mà thực hành lâm sàng thì nó không, thực ra là không có ý nghĩa nhiều lắm với mình, bởi vì nền sọ này mình không can thiệp được như mình có nói, mà chủ yếu mình tập trung vào hàm dưới này. Đó. Tất nhiên trong giai đoạn bệnh nhân đang tăng trưởng nhá, bệnh nhân đang tăng trưởng tức là từ khoảng tầm là tốt nhất người ta tính là khoảng tầm là 8 tuổi đến 13 tuổi. Đấy tuổi gì ạ? Tuổi tăng trưởng đúng không? Thì mình có nói đây là giai đoạn tốt nhất để mình can thiệp vào nhá. Thứ hai, giai đoạn tốt thứ hai cũng có thể là dưới 18 tuổi này. Tức khoảng tầm từ 13 tuổi đến 18 tuổi mình vẫn can thiệp được khá là ổn, nhưng mà nó lại không tốt bằng giai đoạn này nha. Cho nên mọi người để ý. Còn mấy cái này mình có thể mình biết được. Một là mình xem tuổi của bệnh nhân đúng không? Tuổi bệnh nhân là dễ hỏi biết được không ạ? Thứ hai là giới tính. Giới tính thì con trai con gái có gì khác nhau không? Hôm trước học thì nhà tăng trưởng rồi đúng không? Con gái thường tăng trưởng trước đúng không? Con gái thường tăng trưởng trước. Ngày xưa người ta hay nói là nữ thập tam nam thập lục. Con gái 13 tuổi, con trai khoảng tầm 16 tuổi vậy thì, nhưng bây giờ toàn sớm hơn đúng không? Các cháu yêu sớm lắm. Đấy. Con gái tầm 10 12 tuổi là có bắt đầu có chu kỳ các kiểu rồi. Con trai khoảng tầm 12 14 tuổi. Bây giờ nó sớm hơn nha. Đặc điểm giới tính thứ phát là mình biết được đúng không? Khai thác được đúng không? Tự nhiên nó cao lên này, nó ôm rộng này, các cơ quan sinh dục phát triển đúng không? Hoặc là cái xem cái phần răng bệnh nhân, bác sĩ răng cứ ngó răng cái ở đang giai đoạn răng hỗn hợp đúng không, chuyển sang răng vĩnh viễn là ok rồi, được chưa, đúng không? Thế tự nhiên nó mọc mấy răng cửa này, thấy dễ nhất là mọc các răng cửa răng 6 rồi, nhưng mà răng 3, 4, 5 mà chưa thay là giai đoạn đấy là ok, là mình can thiệp rất là dễ đó. Còn khi mà thay hết các răng rồi, thay răng khôn lên miệng rồi thì đấy là can thiệp rất là khó. Nó qua tuổi tăng trưởng, hoặc là những đặc điểm hôm trước mọi người phân tích tiết cột sống cổ này, có 3 đốt sống cổ 2, 3, 4, hoặc là phân tích phim bàn tay xương đậu này, xương sụn xương quay này, rồi xương vừng đúng không, rồi sụn của gian đốt đúng không, đây là 4 cái như vậy thì mình có thể mình biết được nhé. Thứ hai là cái xương hàm trên này, thì thông thường người ta nhận thấy là cái xương hàm trên của mình nó phát triển cùng với cái nền sọ của mình này, tức điểm NA của mình ấy, hàng năm cái điểm NA của mình ra trước bao nhiêu thì xương hàm trên cũng ra trước bấy nhiêu. Theo cái đường này thì xương cái điểm NA của mình đi ra trước khoảng tầm 0,8 mm đúng không? Đó. Nhưng mà cái xương hàm trên của mình thì nó đi tịnh tiến. Tức là cái này nó
nó thẳng góc với nhau luôn. Cái này đi ra trước một thì cái này đi ra trước cũng một. Đó. Và theo các độ tuổi này mọi người nhìn thấy không ạ? Đây là người ta lấy theo điểm NA phía trước ở phía trên và điểm A ở phía dưới. Tức là hai cái điểm này luôn thẳng góc với nhau và vuông góc với mặt phẳng ngang đây. Mặt phẳng ngang gì ạ? À, mặt phẳng ngang Frankfurt. Tức là nó vuông góc với đường này là thường nó vuông góc nhá. Đây, đây là một cái yếu tố để xác định được. Giả sử khi mình đo, ví dụ như đây, nếu như mà mình thấy chưa hàm tuyến quá phát là mình có thể đo góc này giữa mặt phẳng Frankfurt và nối từ N đến A thì mình thấy là tăng hay giảm. Cái góc dưới này tăng hay giảm? Thế tăng đúng không? Nếu chưa hàm tuyến quá phát thì là cái chưa hàm tuyến phát triển nhiều hơn so với nền sọ ạ. Là cái góc này sẽ tăng. Nó thay thế cho việc là trường hợp là một số trường hợp là góc SN, cái mặt phẳng SN của mình nó dốc quá hoặc nó phẳng quá, nó bị sai thì người ta có thể dùng cái này người ta thay thế. Đó, tức mỗi năm nó đi một ít. Rồi, tiếp theo nữa là cái vị trí của răng này. Tại sao hôm trước mình có nói là cái mặt phẳng nhai bệnh nhân nó phẳng dần không ạ? Có ai nhớ không ạ? Ban đầu là bệnh nhân của mình loại mấy ạ? Mới sinh ra loại mấy ạ? Loại 2 đúng không? Loại 2 mặt phẳng nhai thường dốc này. Tuy nhiên sau khi mà bệnh nhân mọc răng, xương hàm phát triển thì thường mặt phẳng nhai phẳng hơn. Có mấy yếu tố. Thứ nhất là cái lồi cầu phát triển dần đúng không? Thì xương hàm dưới nó xoay này. Thứ hai nữa là do các răng hàm này mọc này, mọc trồi này. Răng hàm nó sẽ mọc trồi nhiều hơn so với răng cửa. À, thường thường một năm này cái răng hàm của mình nó mọc xuống khoảng 0,7 mm, trong khi cái răng cửa nó mọc xuống có 0,4 mm. Thì cái mặt phẳng cắn này xoay dần này không, cái này mọc nhiều hơn, mà phía sau mọc nhiều hơn. Hoặc mọi người thấy là khi mà để trồi răng ấy, đặc biệt khi mà người chỉnh nhà bằng máng hoặc là làm duy trì cho bệnh nhân ấy, thì thường là cái răng hàm nó sẽ trồi nhanh hơn so với răng cửa chứ. Bao giờ thế, nếu trong trường hợp nó bị lún hay gì thế nó bị trồi nhanh hơn rất là nhiều. Tiếp theo nữa là hàng năm thì nó di chuyển ra trước này. Cái răng hàm di chuyển ra trước khoảng 0,3 mm, có hiện tượng tiêu xương bồi xuống, nó di chuyển ra trước, đẩy ra trước. Tại sao đẩy ra trước được ạ? Do khoảng ly quay đấy, tức là răng 3-4 năm sữa, khoảng trống để lại cho răng 3-4 năm sữa và răng 3-4 năm vĩnh viễn nó chênh lệch kích thước với nhau đúng không? Cho nên nó có thể chạy ra trước nha. Tuy nhiên một số trường hợp mọi người thấy là cái răng này chạy ra trước nhiều hơn nữa, đó là trong trường hợp bệnh nhân bị mất răng sữa sớm, nó chạy ra trước rất là nhiều nha. Cho nên là khi đó người ta làm thế nào? Thế làm thế nào người ta biết được là cái răng này chạy ra trước nhiều hay chạy ra trước ít hay là không chạy ra trước? Đó gì ạ? Người ta có thể đo một số chỉ số nha. Tức chỉ số từ cái răng này, phía trước của răng này đến điểm A phẩy này, hình chiếu trên mặt phẳng khâu cái này. Đó là một cách. Cách thứ hai mình thường dùng là phân tích Rickett, đó là mình kẻ được thẳng vuông góc thật thực tế này qua cái điểm gọi điểm trung tâm ấy, điểm PT, điểm khe chân bướm hàm và lỗ tròn ấy, giao khe chân bướm hàm lỗ tròn vuông góc Frankfurt xuống này. Thì hàng năm thì cái khoảng cách này nó tăng một chút xíu thôi. Ví dụ đáng lẽ là bệnh nhân này khoảng tầm là 9 tuổi hạn, khoảng cách này là ví dụ là khoảng cách là 12 mm chẳng, mình đo là 15, thì khi đó là tức là cái răng này bị chạy trước 30 mm rồi. Đây là một trong chỉ định di xa răng hàm, di xa nhá. Tuy nhiên đôi khi trên thực tế lâm sàng mình không gọi là mình hơi lạm dụng tí xíu, tức là mình thấy là nó thiếu khoảng, mình thấy cung hàng nó hơi ngắn, mình di xa để tạo cái khoảng. Thế thực tế nếu đúng ra là mình phải đo khoảng cách của từ phía sau răng hàm này đến phía trước của cái bờ trước của cái đường PTB đó. Đó. Tiếp theo là một cái khác nữa, đó là mình xem xương hàm dưới này. Cái xương hàm dưới tăng trưởng dần ra trước và xuống dưới đúng không ạ? Ra trước xuống dưới do sự tăng trưởng lồi cầu này. Thì hàng năm này nó tăng xuống là khoảng tầm 2,5 ly và nó ra trước khoảng tầm là 0,2 độ. Tạo được cong đôi đều đặn. Đây là một số cái đặc điểm mà ông Rickett ông phân tích ra. Đó, đây là một số cái cấu trúc thì mình vẽ tương tự vậy thôi. Tuy nhiên có vài điểm nó khác một chút xíu. Trong cái phân tích Rickett người ta tập trung vào cái mặt phẳng, đó mặt phẳng Frankfurt là bờ trên đóng tai ngoài đến bờ dưới ở mắt. Đó, đây là trong phân tích Rickett này, đây là ống tai ngoài đúng không ạ? Thứ hai là bờ dưới ở mắt này. Đó, những cái phần này mình vẽ được rồi đúng không? Có một cái khác nữa, đó là trong cái phân tích Rickett sẽ tập trung vẽ thêm cái khe chân bướm hàm này. Vẽ thêm khe chân bướm hàm ở đây. Đó, và sau đó là mình kẻ đường vuông góc này. Đường vuông. Ở đây là đường gọi là trục dọc, trục thẳng đứng ấy. À, ngoài ra thì đó người đã xác định một số điểm, ví dụ điểm là của các cái khuyết sigma này, bờ trước của cành cao này, điểm sau nhất bờ trước cành cao này. Đó, vẽ răng 6 này, vẽ mặt phẳng nhai, thường trong Rickett thì người ta tập trung vào mặt phẳng nhai phía sau, tức là nối từ răng 6 đến răng 7 hàng trên này, xem là nó thật sự là nó có như thế nào, nó dốc hay nó phẳng. Đó, nó phục vụ rất là nhiều trong cái quá trình mình điều trị với mưu, đặc biệt là với mưu. Đây là cái điểm PT của mình, điểm của khe chân bướm hàm này. Đó, đó là dao của lỗ tròn và khe chân bướm hàm. Những cái điểm ví dụ ANS hôm trước học rồi đúng không ạ? Đây là điểm của cái gai mắt trước, đây là gai mắt trước của cái xương hàm trên đấy. PNS là điểm sau nhất của xương hàm trên, tức là gai mắt sau này. Hai cái điểm này nối với nhau tạo mặt phẳng khẩu cái hay mặt phẳng xương hàm trên. Đó.
À, trong đây có một điểm khác nữa, điểm SGO. Điểm BA này là điểm sau nhất của đáy sọ này. Đó. À, các cái khác tương tự như vậy thôi. Các khác tương tự như là những cái thông thường của mình. Tại nhìn thấy vẽ một phim ricket này, vẽ theo cái này mọi người thấy nhìn thấy nó dễ hơn hay là nhìn thấy khó hơn? Dễ hơn. Dễ hơn, dễ hơn so với standard đúng không? Thôi không sao, vẽ cái này.